Vị tướng người dân tộc Đùng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944 trong cánh rừng Trần Hưng Đạo. Tuy nhiên, phải tới ngày 29 tháng 8 năm 1945, khi chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm chủ tịch được thành lập, chúng ta mới có vị Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên. Người được lựa chọn vào vị trí này là Hùng Sám Bắc Sơn Chu Văn Tấn. Một điều thú vị là nhiều nhà lãnh đạo quân sự của chúng ta ở vị trí đứng đầu Bộ Quốc phòng phần nhiều đều do tự học trong thực tế mà thành, chứ không nhất thiết phải trải qua những học đường quân sự. Ông Bộ trưởng đầu tiên, Thiếu tướng đầu tiên, Thượng tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chu Văn Tấn là người từng gắn bó mật thiết với lực lượng du kích Bắc Sơn từ đầu những năm 1940. Ông dân tộc Nùng, sinh tháng 5 năm 1909 ở Võ Nhai, tỉnh Lạng Sơn, nay thuộc Thái Nguyên, trong một gia đình thổ hào, được cho ăn học ngay từ nhỏ trong những công việc đầu đời đã sớm bộc lộ thiên hướng tự trị chống chế độ thực dân và xích gần lại các phong trào yêu nước. Khi mới bước chân vào công việc cai quản châu đoàn, lính dõng cho chính quyền địa phương, ông, dưới ảnh hưởng của những người cộng sản và rất được người dân địa phương tín nhiệm, đã bí mật tổ chức các đội tự vệ bán vũ trang tại Tràng Xá, Vũ Nhai, Bắc Sơn, tạo tiền đề cho lực lượng quân sự cách mạng sau này. Năm 1935, chưa phải là đảng viên, Chu Văn Tấn đã tham dự chi bộ cộng sản do đồng chí Hoàng Văn Thụ ủy viên ban chấp hành trung ương gây dựng ở võ nhai và bắc sơn và chỉ một năm sau đó đã gia nhập đảng cộng sản đông dương với bí danh tân hồng tháng 9 năm 1940, nhân cơ hội quân nhật bất ngờ tấn công lạng sơn làm những đơn vị lính pháp đồn trú tại đây hoảng loạn tháo chạy về châu bắc sơn ông đã chỉ huy các đội tự vệ tấn công và cướp súng của tàn quân pháp tại đèo tam canh để tự vũ trang cho mình ngày 27 tháng 9 năm 1940, cũng chính ông đã chỉ huy các đội tự vệ tấn công đồn mỏ nhài bắc sơn hỗ trợ những người cộng sản vận động dân chúng nổi dậy cấp chính quyền địa phương. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn đã bắt đầu từ đó. Tiếc thay, do người Nhật đã thỏa hiệp với thực dân Pháp nên cuộc khởi nghĩa này đã sớm bị dập tắt. Mặc dầu thế, ông đã cùng một số đội viên tự vệ cùng vũ khí rút được vào rừng sâu võ nhai, Bắc Sơn lập căn cứ. Tháng 11 năm 1940, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ bảy tại làng Đình Bảng, Bắc Ninh, đã ra quyết định về việc duy trì và bồi dưỡng lực lượng vũ trang của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, làm vốn quân sự đầu tiên cho cách mạng. Đầu tháng 2 năm 1941, Chu Văn Tấn đã được bầu làm sứ ủy viên Bắc Kỳ, phụ trách xây dựng đội du kích Bắc Sơn. Và ngày 14 tháng 2 năm 1941, đội du kích Bắc Sơn đã chính thức được thành lập trong một buổi lễ tổ chức tại khu rừng Quầy Nội, nay thuộc xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Hoàng Văn Thụ đã thay mặt Trung ương Đảng công nhận, trao nhiệm vụ và lá cờ đỏ sao vàng cho đội du kích Bắc Sơn. Bấy giờ đội gồm 32 chiến sĩ, do đồng chí Lương Văn Chi làm chỉ huy trưởng và Chu Văn Tấn làm chỉ huy phó. Tại hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 do Nguyễn Ái Quốc chủ trì tại Bắc Bó, tháng 5 năm 1941, đội du kích Bắc Sơn được đổi tên thành Trung đội Cứu quốc quân thứ nhất. Đồng chí Phùng Chí Kiên được điều về làm phụ trách chung từ tháng 6 năm 1941. Cuối tháng đó, quân Pháp cùng lính Khố Xanh, Khố Đỏ mở cuộc càn quét lớn vào Bắc Sơn. Do lực lượng của ta còn mỏng hơn nhiều so với địch nên ta đành phải để lại một tiểu đội chặn địch, còn hai tiểu đội phá vòng vây. Tiểu đội của các đồng chí Phùng Chí Kiên và Lương Văn Chi bị địch phục kích tiêu diệt. Riêng tiểu đội do Chu Văn Tấn chỉ huy đã thoát khỏi vòng vây về được Bắc Bó. Ngày 16 tháng 9 năm 1941, Trung đội Cứu Quốc quân thứ hai với 47 chiến sĩ, có 3 nữ, đã được thành lập tại Khuôn Mánh, nay thuộc xã Tràng Xá, Võ Nhai, Thái Nguyên. Chu Văn Tấn được giao làm chỉ huy trưởng của đơn vị này và ông đã phát triển lực lượng cứu quốc quân, chiến đấu thắng lợi nhiều trận với thực dân Pháp, làm chúng khiếp đảm, phải đặt cho ông biệt danh là Hùm Sám Bắc Sơn. Cuối năm 1944, Chu Văn Tấn chỉ huy lực lượng cứu quốc quân 2 xây dựng chiến khu Nguyễn Huệ, nay thuộc huyện Đại Từ, Thái Nguyên. Sau hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ tại Hiệp Hòa, Bắc Giang, từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 4 năm 1945, chiến khu Nguyễn Huệ phát triển thành chiến khu Hoàng Hoa Thám, căn cứ địa vững chắc để đón lãnh tụ Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo khác về hoạt động. Sau thành công của cuộc cách mạng tháng 8 1945 mà Chu Văn Tấn tham gia ban lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa, Ông được cử làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong chính phủ lâm thời cho đến ngày 2 tháng 3 năm 1946. Ông được Phong quân hàm Thiếu tướng cùng với 10 tướng lĩnh khác trong đợt phong hàm đầu tiên 1948, làm Tư lệnh kiêm Chính ủy, Bí thư quân khu ủy Liên khu Việt Bắc, 1954 đến 1956, Chính ủy, Bí thư khu ủy quân khu Việt Bắc, Chủ tịch Ủy ban hành chính khu tự trị Việt Bắc, 1957 đến 1975. Ngày 31 tháng 8 năm 1959, Ông được Thăng quân hàm vượt cấp từ thiếu tướng lên thượng tướng và là một trong hai thượng tướng lúc bấy giờ. Thượng tướng Chu Văn Tấn từng được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội từ khóa 3 đến khóa 5, Tổng thư ký Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 5, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam. Ông cũng là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa 1, 2 và 3, đại biểu Quốc hội từ khóa 2 đến khóa 5. Năm 1976, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội ông mất năm 1984 tại Hà Nội.